Chiều nay, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành y tế năm 2024, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất của ngành. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành địa phương. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay toàn ngành y tế đã hoàn thành 4 trên 5 chỉ tiêu giao tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Các chỉ tiêu cơ bản cao hơn bình quân của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024. Thực hiện các chỉ tiêu tại nghị quyết 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chia sẻ với những khó khăn của ngành và định hướng những nhiệm vụ triển khai thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế, tham mưu ban hành cơ chế chính sách phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thì ông chí rà soát lại theo thứ tự ưu tiên, xây dựng mới công trình cấp bách, sửa chữa ngay cần thiết và có lộ trình. Chúng ta xây dựng kế hoạch 5 năm hay 6-30. Tinh thần thì tôi cũng trao đổi ông chí Văn là giai đoạn tới ưu tiên cho ngành y tế. Đấy. Nhưng mà ưu tiên thế nào để chúng ta đầu tư phát huy được hiệu quả, nó có trọng tâm trọng điểm, tránh lãng phí. Sở Y tế phải chủ động được cái này, trong đó cũng phải đảm bảo các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về y tế, vân vân. Trong đó có cả lưu ý cả vấn đề về xử lý nước thải rác thải, chúng ta đang thiếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các huyện thành phố hoàn thiện đề án tổ chức lại trung tâm y tế cấp huyện, đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế, phối hợp với các bệnh viện trung ương hợp tác chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh, đề án phát triển nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Nội vụ phối hợp với các huyện thành phố sớm thành lập phòng y tế cấp huyện. Sở Y tế tham mưu xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, đẩy mạnh xã hội hóa y tế để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, thu hút tuyển dụng nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng môi trường y tế xanh sạch đẹp.